Xin chào các mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với video tiếp theo của Viettel Công Trình. Và tuần này thì bọn mình sẽ giới thiệu một giải pháp mới của Viettel, giải pháp tích hợp vận tải có tên là VCA. Trong video này thì mình sẽ giải đáp cho các bạn một số câu hỏi liên quan đến camera nghị định 10 là gì và những phương tiện nào sẽ cần phải bắt buộc lắp đặt thiết bị này trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Bây giờ thì hãy cùng mình lên xe và khám phá xem là bộ sản phẩm VCA của mình có những gì nhé. Từ ngày 26 tháng 3 vừa qua thì Viettel Công Trình đã chính thức cho ra mắt giải pháp tích hợp vận tải VCA, cung cấp các sản phẩm camera và thiết bị giám sát trên xe ô tô từ 9 chỗ trở lên, xe container, xe đầu kéo các loại. Và đây là các phương tiện mà bắt buộc sẽ phải lắp đặt camera hợp chuẩn nghị định 10 từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2021 như mình đã đề cập đến ở phía trên đấy. Đối với cả các sản phẩm thiết bị giám sát trên xe ô tô hợp chuẩn nghị định 10 thì bắt buộc là cần phải đáp ứng đủ 4 tiêu chí. Đầu tiên là sản phẩm phải có chức năng ghi lại video hoặc hình ảnh để giúp cho việc giám sát của chủ xe trở nên dễ dàng hơn ngay cả trên điện thoại. Thứ hai là sản phẩm phải có chức năng lưu trữ lại toàn bộ, kể cả khi xe gặp va chạm hoặc là ngắt kết nối, tối thiểu 24 tiếng đối với cả xe có hành trình từ 500km trở xuống và tối thiểu 72 tiếng đối với xe có hành trình từ 500km trở lên. Thứ ba là sản phẩm sẽ phải có chức năng ghi lại cái hành trình trực tiếp hay real time để giúp cho chủ xe có thể quản lý trực tiếp cái việc mà xe đang di chuyển, giúp quản lý nhiên liệu và cũng như các chỉ số khác liên quan đến xe. Và cuối cùng là đối với cả sản phẩm camera hợp chuẩn nghị định 10 thì nó phải cho phép chủ xe có thể quan sát được tài xế này, khoang hành khách hoặc là cửa lên xuống thông qua camera. Đối với các xe từ 9 chỗ trở lên, chủ xe có lắp tối thiểu 2 cam, bao gồm 1 cam lắp ở tabo để quan sát lái xe và 1 cam lắp để quan sát hành khách và cửa lên xuống xe. Còn đối với dòng xe container và xe đầu kéo sẽ có lắp tối thiểu 1 cam để quan sát lái xe. Hiện tại thì mình đang ở trên xe 29 chỗ đã lắp bộ sản phẩm VCA. Như bạn có thể thấy, các camera lắp đặt tại vị trí cố định với các công năng khác nhau. Thiết bị chính nằm trong bộ sản phẩm mà Viettel cung cấp bao gồm đầu thu MDVR M1 SH0401, camera lắp trên xe hay còn gọi là cabin cam tại vị trí buồng hành khách và cửa lên xuống xe. Còn đây là bộ sản phẩm tích hợp nhận diện AI thông minh giúp nhận biết và đưa ra cảnh báo cho lái xe và chủ xe về những hành động gây nguy hiểm trong quá trình lái xe, bao gồm đồng hồ cảnh báo AWAT, đem cam lắp để quan sát lái xe trên tabo và đưa ra cảnh báo, bao gồm có cảnh báo tài xế hút thuốc, cảnh báo tài xế nghe điện thoại, cảnh báo tài xế ngủ gật, cảnh báo tài xế mất tập trung, in-cab LCD là màn hình để hiển thị, ADAS cam là camera được lắp ở phần chính giữa của kính để quan sát phía trước xe nhằm đưa ra cảnh báo lệch làn hay các vi phạm về khoảng cách tối thiểu đối với xe phía trước. Mức độ cảnh báo sẽ có 3 cấp độ. Cấp độ cảnh báo đầu tiên là đồng hồ sẽ kêu lên. Nếu như lái xe vẫn chưa nhận ra thì hệ thống sẽ chuyển lên trung tâm điều hành và yêu cầu chủ xe hoặc là phụ xe sẽ nhắc nhở trực tiếp. Và cuối cùng là mức độ cảnh báo, hệ thống buộc xe sẽ phải đi chậm lại hoặc dừng hẳn để đảm bảo an toàn cho tài xế và hành khách ở trên xe. Tất cả sẽ được đáp ứng tốt cùng với giải pháp tích hợp vận tải VCA của Viettel Công Trình. Hiện tại thì Viettel Công Trình đang miễn phí quản lý phần mềm vận tải VCA khi lắp đặt thiết bị giám sát trên xe ô tô với chế độ bảo hành lên đến 24 tháng. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp thông qua hotline 1900 989868 hoặc có thể liên hệ với chúng mình thông qua fanpage giải pháp tích hợp Viettel Connection để chúng mình có thể hỗ trợ các bạn tại 63 tỉnh thành nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.